Ngày 17 tháng 9, đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, quân khu 7, huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức lễ viếng dân hương dân hoa tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi. Nhân kỷ niệm 56 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu Đất thép Thành Đồng, ngày 17 tháng 9 năm 1967, ngày 17 tháng 9 năm 2023. Đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại nhà mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Tám và mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thái, cùng ngụ xã An Nhân Tây, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các mẹ. Đồng chí cùng đoàn gửi những phần quà đến các mẹ và gia đình. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Đỗ Thị Sang, Lê Thị Sanh và mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Liếp cùng ngụ xã Phú Mỹ Hưng. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng đến thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Đậm và mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nghi, xã An Phú.